Huy ơi, thì hôm nay anh có dịp qua sân em thì anh có một vài thắc mắc muốn hỏi em. Vâng. Là bây giờ anh quen đánh quả tì trái tay rồi mà anh chỉ đánh được dọc biên thôi. Ok anh. Thế bây giờ có em chỉ cho anh kỹ thuật làm sao mà bẻ cổ tay hay là đánh như thế nào mà cái đường cầu tì từ bên trái là mình có thể đánh vào giữa sân hoặc là chéo sang sân bên kia để cái đường đánh được đa dạng mà đối thủ không bắt bài được không? Ok anh. Được. Let's go. Thì bây giờ anh muốn tìm cầu ra chéo sân đúng không? Thì anh muốn tìm cầu ra chéo sân mạnh và hiệu quả nhất ấy. Thì anh sử dụng cái khi anh ra vợt ấy. Đó anh em, anh sẽ biết cái đầu vợt này xuống em. Biết. Biết cái đầu vợt trên này xuống này. Đồng thời tay nó sẽ là như này, tay vẫn xoắn này. Đó, đó anh em. Biết. Biết. Thì cái mặt vợt này vào trước nhá, đồng thời vẫn xoắn cầu. Đó. Cái thứ hai là cái điểm tiếp xúc cầu. Anh sẽ tiếp xúc cầu ở 1/4 cái điểm này thôi này. Đây này. Đó, 1/4 điểm này. Điểm đầu của vợt này, 1/4 này. Đây này. Đó, tiếp xúc cầu. Biết. Anh em vào đúng cái điểm đấy và tiếp xúc cầu và xoắn tay thì đó anh em sẽ cổ rất là chéo sân và rất là mạnh. Được anh. Ok, cảm ơn Huy. Huy ơi, thì vừa rồi anh có nghe em hướng dẫn và anh vừa thực hiện đấy, Dạ. thì em đánh giá anh thực hiện thế nào? Thì là em thấy là anh tiếp xúc cái điểm vào 1/4 điểm cái tiếp xúc cầu là ok và cái mặt vợt anh biết được đó, đấy là hai cái. Cái thứ hai à, cái thứ ba là những cái lỗi mà anh vẫn còn phải sửa thêm một chút nữa là anh ra vợt ấy, anh ra ngắn gọn vợt trước mặt này thôi này đó, anh bị ra vợt anh vẫn bị thừa là anh bị vòng xuống dưới này nhiều quá, lấy đà nhiều quá thì tiếp xúc cầu sẽ bị chậm. Đấy cái nhất, Tức là ngắn gọn đúng không, rồi ngắn đúng gọn lại. không? Cái thứ hai là khi anh ra một động tác ấy, anh ra động tác đấy thì anh ấy chủ động vợt trước mặt cho em, anh ra của cầu nó sẽ nhanh và ngắn gọn hơn, điểm tiếp xúc cầu sẽ chính xác hơn, thay vì anh Ok. để vợt tận ở dưới này anh vòng lên anh mất thời gian, anh vòng đó mất thời gian và tiếp xúc cầu Đúng nó sẽ không đúng. một độ ổn định đó. Ok, thế thì bây giờ nhờ Huy phát lại cho anh để anh sửa lỗi xem có ổn không nhé. Ok anh. Ổn hơn không?